bà Việt không hiểu tại sao mà hiện tại bản test không anh em nào chơi. Mình tìm trận đấu hơn một tiếng đồng hồ, không được tìm trận đấu nào, quyết định là đánh với máy để review các bạn vị tướng mới, một xạ thủ mới ra mắt trong bản test. Đó. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ về bộ kỹ năng của vị tướng xạ thủ này nha. Còn những video clip đánh với người thì mình sẽ trình bày các bạn sau. Đó, các bạn thể đấy, khi đánh thường dùng kỹ năng lên một con quái hoặc tướng địch sẽ khác dấu ấn một con rồng. Đấy, cái dấu ấn này các bạn gây sát thương liên tục lên tướng địch có khả năng gây sát thương chuẩn ở cái đòn kỹ năng hoặc đánh thường tiếp theo. Đấy, rất tuyệt vời anh em ơi, cộng sát thương chuẩn này, đấy. Những cái hiệu ứng tồn tại trong một thời gian thôi. Nên các bạn sau khi cộng được sát thương chuẩn đến tướng địch thì nhớ phải dồn thật nhiều sát thương, đặc biệt là chiêu cuối của vị tướng này. Tuyệt vời không anh em ơi? Rất nhiều sát thương, và khi các bạn chiêu cuối này các bạn phải không được di chuyển tướng nha, tự nó dùng chiêu cuối thôi. Và đây vị tướng có hai chiêu cơ động, chiêu thứ nhất, chiêu hai sau khi kích hoạt là các bạn sẽ lướt vào phát và các bạn tăng tốc chạy. Tuyệt vời. Chiêu cuối là các bạn lướt và các bạn gây sát thương vật lý xung quanh. Và kỹ năng 1 là kỹ năng phóng phi tiêu. Kỹ năng phóng phi tiêu này rất nhiều phi tiêu và khả năng xuyên thấu qua những mục tiêu là lính, mà không thể xuyên thấu qua được tướng địch. Nên là tướng địch không thể đứng sau lính mà né được kỹ năng của anh em, chỉ đứng sau đồng minh thôi. Ôi thôi, nguy hiểm. Ở đây vị tướng xạ thủ mình cảm thấy là khá là cơ động nha. Hai chiêu nhảy mà. Tuyệt vời không anh em ơi? Và đây là vị tướng đánh theo phong cách cấu rỉa. Cấu rỉa cho các bạn ơi. Cấu rỉa, và khi cảm thấy đủ đam là các bạn lao trực cuối lên kết thúc tướng địch. Rất là tuyệt vời. Sát thương là rất nhiều từ chiêu 1 và là sát thương liên tục nha. Cái đòn đánh thương của các bạn nha, cái đòn đánh thương này nó sẽ... Nội tại của đòn đánh thương là các bạn sẽ có thể tấn công mục tiêu bên cạnh, nhưng mà chỉ gây chút sát thương vật lý thôi. Đấy, kiểu đánh nan như kiểu chiêu của con cáo siêu thanh ý, mà nó đam được những mục tiêu đánh nan thì nó rất là nhỏ. Đấy, mình cứ cấu rỉa xa xa thôi. Đơn giản như các bạn ơi, trong giai đoạn tầm các bạn cấu rỉa rất xa bằng chiêu 1. Được chính xác, các bạn có thể nhảy chiêu 2 và sau khi dùng chiêu 2 các bạn tăng tốc chạy mà. Khá là cơ động. Muốn kết thúc tướng địch thì các bạn nhảy chiêu cuối vào. Rất là mạnh. Thế này, nhảy chiêu cuối này anh em ơi. Đam quá nhiều luôn. Ma da đầy máu nhưng mà sắp mặt. Ở trang bị tướng này, chết. Trang bị của vị tướng này mình nghĩ là chúng ta sẽ lên những món đồ xuyên giáp, tốc đánh. Bởi vì đây là vị tướng khả năng gây sát thương liên tục mà. Và chúng ta sẽ không dùng mana mà dùng nội năng nha. Rất tiếc là cái sát thương của vị tướng này lên mục tiêu là quái rừng nó bị giảm đi, khiến việc anh em farm rừng nó không quá là nhanh. Nhà hình như là con này mình thấy là khó đi rừng. Ui, đam rất là nhiều. Tí chết rồi. Về hồi máu đây. Rất nhiều công vật lý và xuyên giáp với khả năng cấu thì là tốt. Nên là khi các bạn thấy là chiêu cuối mình phải đứng im mà xoay thì các bạn lên một đồ thủ cho vị tướng này. Để trận đấu này mà team bạn nhiều sát thương phép thì mình sẽ lên một đồ kháng phép. Đam rất nhiều nha. Vị tướng xạ thủ mới ra mắt trong bản test này mình thấy là một vị tướng xạ thủ rất là cơ động. Đang cấu rỉa rất là tốt, đam theo thời gian là rất là nhiều. Và đam trên diện rộng là rất là kinh khủng với chiêu cuối. Đấy, các bạn thấy chưa, một chiêu một đã gần chết rồi. Cấu rỉa từ xa thôi anh em ơi. Việc nhẹ nương cao với các bạn gây sát thương liên tục đến tướng địch là khả năng gây sát thương chuẩn mà. Đấy, để chiêu cuối lên này. Đam nhiều không? Chết luôn cả hai mục tiêu. Tara rất là trâu. Tara này là có 3 đồ rồi anh em ơi, không phải là yếu đâu. Chỉ cần một chiêu cuối là lên thớt thôi. Cái bộ kỹ năng nó quá là kinh khủng đi. Đặc biệt là chiêu cuối rất nhiều sát thương. Đấy, các bạn chỉ cần lên một đồ thủ và thậm chí các bạn có thể lên hai đồ thủ trong khi full đồ.
thì khả năng gây sát thương của anh em là vô cùng khủng khiếp ở chiêu cuối, và các bạn sẽ không lo bị bốc hơi như những vị tướng xạ thủ khác. Với cơ động mà cái lối trang bị các bạn có một đối thủ thì nó rất là khỏe nha. Chiêu cuối này các bạn thấy một chiêu cuối chết 3 tướng địch, quá kinh khủng. Lan Dao có một vị tướng một chiêu chết rất nhiều tướng địch như vậy. Nếu mà tướng địch có 5 tướng mà các bạn sử dụng chiêu cuối hợp lý là một chiêu chết cả 5 nè. Phải bá đạo quá không anh em ơi. Mình phải lên full dam đâu. Công vật lý cũng chỉ có 800 thôi. Xuyên giáp đó là 45%. Và mình chưa ăn con rồng tăng dam nào nha anh em ơi. Mình sẽ cho đám máy tầm 10k vàng đi. Xem có thể một chiêu cuối tiêu diệt được không. Ui kinh quá. Đấy các bạn thấy chưa, tôi đánh rất là đơn giản, kết cấu gì ở từ xa này rất là thốn. Đó trâu đến đâu thì cấu lâu cũng chết này. Đấy, một chiêu thôi. Chiêu mô tỏ xuyên thấu mà anh em ơi, dọn lính với các kiểu rất là nhanh. Rất là cơ động với hai chiêu thức nước và chiêu hai khả năng cường hóa cái tốc độ chạy. Cái đánh thì các bạn cứ cấu gì ở chiêu 1 nha. Lấy cái nội tại đã, xong này chiêu cuối vào. Đấy, chắc chắn là chết ma ra rồi. Mình thấy chiêu cuối con này đam nó quá lỗi đi. Wow. Hiện tại mấy tướng địch con máy nó cũng full đồ rồi anh em ơi. Rất là ghê. Mình từ nhảy trước cuối vào sẽ có chết Tara không nha. Uầy uầy uầy. Uầy gần chết Tara anh em, đấy là Tara bật chiêu cuối nha. Tara bật chiêu cuối nhưng anh em ơi hồi máu. Còn Asenka thì mình cũng gần hết chiêu rồi, cũng đủ đam chết chết được. Full đồ nha, không phải là không full đồ đâu anh em ơi. Hai bên đều full đồ nha. Mà cái chiêu cuối nó khủng khiếp như vậy. Mình chưa ăn con rồng tăng đam nào. Quá kinh khủng phải không anh em ơi. Một vị tướng mới mà đam rất là lỗi. Cái đây là khả năng sốc đam có, khả năng cấu chỉ có, cơ động rất là tốt. Mỗi tội là các bạn thấy đánh lên lính này, đánh lên quái rừng này, đam rất là bé nha. Đó là vị tướng Lisa siêu cấp xạ thủ, có thể nói là một sát thủ đi. Quá cơ động mà. Bắt được con này cũng khá là khó đấy, bởi vì có hai chiêu lướt. Chiêu 2 thì hồi rất nhanh, chỉ có 4 giây thôi. Giống như chiêu lan lộn của vị tướng Violet đấy anh em ơi. Còn dùng chiêu này xong nó còn tăng tốc chạy cơ mà. Mặc dù cái tăng tốc chạy rất là ít, mà vừa lướt vừa tăng tốc chạy thì nó rất là mạnh. Mình nhảy chiêu cuối vào này. Rồi. Ôi thôi thôi thôi, đông quá. Ui, kịch ngu rồi. Thôi xong. Thế là bị lát nhà rồi anh em ơi. Nhầy nhầy đám lính mấy con máy, không ngờ là thua sấp mặt. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Hubo có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.